mang dao sang nhà hàng xóm cùng dãy trọ, nhắc nhở ngừng hát karaoke lúc khuya. Người này lại bị nhóm người ăn nhậu tấn công, rồi cuối cùng lại trở thành bị cáo lãnh tội giết người. Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì mâu thuẫn hát karaoke làm ồn dãy trọ trong lúc ăn nhậu. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài, 37 tuổi, ngụ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mức án tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều 24 tháng 8 năm 2022, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 1 cùng dãy trọ với bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài tại một nhà trọ trên đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, trong đó có một người đàn ông 33 tuổi ngụ tại quận Hải Châu. Nhóm này vừa nhậu vừa hát karaoke bằng loa kẹo kéo đến khuya thì bị cáo Tài từ phòng trọ số 5 qua nhắc nhở đừng hát nữa. Tuy nhiên sau khi về phòng, vì nhóm người vẫn tiếp tục hát nên bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài lấy một con dao dài hơn 20cm tiếp tục qua nhắc nhở lần thứ hai. Khi vừa quay lưng về phòng thì một người chưa rõ lai lịch đánh vào đầu bị cáo Tài. Sau đó, bị cáo Tài tiếp tục bị nhóm người ăn nhậu xông vào hành hung. Bị đánh bất ngờ, bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài giơ tay cầm dao vung qua vung lại nhiều cái để tự vệ. Tuy nhiên, dao đâm trúng vào ngực trái của người đàn ông 33 tuổi, khiến người này tử vong tại chỗ. Khi bị cáo Tài bỏ chạy rồi ngã nằm sấp dưới đường, một người khác trong nhóm nhậu thấy vậy tiếp tục đánh vào đầu Tài, thương tích 6%. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Lê Thành Tài không đề nghị xử lý hình sự người này, nên cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính.